bảng nét đám cưới dành cho tất cả các anh chị nào mà làm chủ rạp và đám cưới nhé. Thì cái mẫu này thì bên mình làm cái kích thước nó cũng rất là nhỏ gọn để một người cũng có thể là nắp và treo lên được. Đấy. Mẫu này nó rất là nhẹ thôi. Đấy. Một người cũng có thể bê và treo lên được. Thay đổi nội dung chữ chạy qua điện thoại được này. Đó, và cái viền ở xung quanh này thì có thể là nháy theo nhạc này. Mình đã lên một cái video test thực tế rồi. Đó. Đây mình sẽ chỉ quay qua một chút để cho mọi người cùng xem. Nếu anh chị em nào có nhu cầu về cái bảng nét đám cưới như thế này thì liên hệ trực tiếp với lại bên mình để bên mình báo giá và thiết kế theo kích thước của tất cả mọi người. Các bạn có thể làm theo cái kích thước như thế này cũng được. Đấy. Rất là nhỏ, vừa xinh trên đạp trên sân khấu đám cưới. Đó. Đợt này thì mình cũng gửi cho khách ở trên Mộc Châu Sơn La này. Đó. Toàn là vận chuyển đi xa thôi nên là tất cả mọi thứ về hàng hóa là bên mình sẽ phải test kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi cho tất cả mọi người để mọi người nhận hàng là có thể sử dụng được ngay, không có gặp bất kỳ vấn đề trục trặc gì cả. Cắm điện là chạy.